toàn lãnh thổ Ukraine rung chuyển, coi báo động không kích rền vang khắp nơi. Anh tạp cứ điểm, Nga gián đòn sấm xét phá tăng pháo binh NATO ở Ukraine. Tướng Anh ngậm ngùi, chỉ một cuộc phản công là không đủ với Kyiv Đáng chú ý, Mỹ thừa nhận lỗ hổng chết người trong quân đội gấp rút tìm phương án đối phó. Chính trị gia Pháp cáo buộc tài trợ cho Kyiv biến châu Âu thành chiến trường. Zelensky có phải chỉ là con tốt Nhà ngoại giao cấp cao Nga chỉ trích nhận xét của Macron về thất bại của Nga là giấc mơ viễn vông. Dính cáo buộc bán đứng quân Nga cho Kiev, ông Trump Wagner lên tiếng giải oan. Tin xấu cho chính quyền Kiev, quốc gia thành viên EU chặn gói vũ khí 500 triệu euro viện trợ cho Ukraine. Moscow thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Paris nói Nga phụ thuộc vào Trung Quốc Đáp lại, quan chức Nga nhận định phương Tây phải chấp nhận thực tế về mối quan hệ gần gũi giữa Moscow và Bắc Kinh. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế của TBJ nâng tầm kiến thức. Vừa rồi là điểm những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong ngày hôm qua, cảnh báo trên không đã được ban bố toàn lãnh thổ Ukraine. Điều này được chứng minh bằng dữ liệu của bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, theo dữ liệu, còi báo động rền vang ở hầu hết các vùng của Ukraine, ngoại trừ vùng Kharkiv và Shemi. Bản đồ cho thấy tại hai khu vực này, báo động đã được công bố lúc 2 giờ 59 phút. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các hệ thống phòng không cũng đang hoạt động ở Kiev. Một ngày trước đó, một cảnh báo trên không đã được công bố tại 5 khu vực của Ukraine. Điều này được cho là đối phó với động thái lực lượng vũ trang Nga tấn công và phá hủy loạt kho đạn dược, nhiên liệu và dầu nhân của lực lượng vũ trang Ukraine các vụ nổ xảy ra ở Chernobyl, Kharkov, Elvov, Ivano-Frankivsk và một phần của vùng Kherson do Ukraine kiểm soát. Dmitry Sukharov, giám đốc công ty năng lượng Ditech đã báo cáo thiệt hại nặng nề đối với việc sản xuất nhiệt ở Ukraine. Song song đó, nhà báo Brad Hopper cho biết trong một bài báo cho tạp chí Forbes rằng Nga đã và đang tích cực phá hủy các thiết bị quân sự mà các nước phương Tây cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Tổn thất được thu nhận là rất khủng khiếp. Ông Hopper viết: "Tỷ lệ tổn thất của Ukraine rất khủng khiếp. Trong số khoảng 152 khẩu pháo kéo M777, 155 mm lớn chính thức đến Ukraine, hơn một phần ba đã bị hư hại hoặc phá hủy." AHS Grab ở Vương quốc Anh và M109 của Mỹ đang bị ảnh hưởng khá nặng nề. Nhà báo lưu ý về tỷ lệ phần trăm tổn thất của Ukraine lên tới 18 đến 21%. Ông nói thêm, điều đáng chú ý là cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu năm gốc Đại tá Joachim McGregor, thừa nhận phương Tây không thể bồi thường cho Ukraine về việc mất xe bọc thép. Trong khi đó, nhà báo Mark Galeotti viết trong bài báo cho Spectator. Nhận định các căn cứ hải quân ở Crimea mang lại cho Nga ưu thế ở biển Đen, điều này buộc các nước NATO phải tăng cường hiện diện trong khu vực. Chừng nào các lực lượng Nga còn triển khai trên bán đảo, biển Đen sẽ tiếp tục là đối tượng chú ý và khả năng đe dọa và đàn áp của Moscow. Đối mặt với thảm hại không chỉ trên chiến trường mà còn thất thế trên chính trường, chỉ một cuộc phản công có thể không đủ để Ukraine đạt mục tiêu, đó là tuyên bố do tướng Anh đã nghỉ hưu Richard Sherev nêu ra với Sky News. Tướng Richard Sherev từng là phó chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu trong 3 năm. Ông Sherev nói, tôi tin rằng Ukraine có thể sẽ không đạt được thành công cần thiết khi tiến hành cuộc phản công đầu tiên, hoàn toàn có khả năng phải dùng đến hành động tấn công quy mô lớn kế tiếp, sẽ mất hàng tháng, thậm chí là hàng năm". Theo quan điểm của vị tướng về hưu, lẽ ra các nước phương Tây cần tích cực hơn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine ngay từ đầu chiến dịch đặc biệt. Còn cuộc tấn công sắp tới sẽ đòi hỏi những nỗ lực khổng lồ. Chúng ta nên chuẩn bị cho cả loạt cuộc phản công. Mỗi cuộc đều đòi hỏi công suất hậu cần lớn, cung cấp thiết bị, đào tạo nhân sự và hỗ trợ từ các nước phương Tây để thực hiện những gì cần phải làm. Ông Shirev nói thêm, cả Kiev và phương Tây đều không ít lần thông báo về thời hạn bắt đầu cuộc phản công của quân đội Ukraine, đã chỉ ra một trong những hướng tấn công là khu vực Zaporozhye với mục tiêu tiếp cận bờ biển Azov để cắt đứt hành lang đất liền dẫn đến Crimea. Như Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ đòi hỏi Ukraine tấn công và chiếm đóng những khu vực mới của Nga, mặc dù hiểu rằng kế hoạch đó chắc chắn thất bại. Theo đánh giá của Moscow, chế độ Kiev đã trở thành công cụ ngoan ngoãn của tập thể phương Tây, đang cố gắng vô ích hòng khiến nga chịu thất bại chiến lược. Trong bối cảnh này, sau khi phân tích cuộc xung đột, đồng minh ruột của Ukraine là Mỹ đầu đớn thừa nhận rằng trực thăng của chúng tôi không phù hợp với xung đột. Vấn đề bất ngờ trên được thảo luận tại hội nghị của Hiệp hội Hàng không Quân đội Hoa Kỳ (AAAA). Theo các chuyên gia quân sự Mỹ. Một trong những vấn đề chính của đội máy bay trực thăng là tuổi thọ của thiết bị trung bình khoảng 40 năm do hoạt động liên tục trên khắp thế giới, tình trạng kỹ thuật của máy móc gây ra những lo ngại nghiêm trọng, không có đủ năng lực sửa chữa, còn những chiếc trực thăng mới sẽ xuất hiện không sớm hơn những năm 2030, do đó cần phải kéo dài tuổi thọ thêm vài thập niên. Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tướng McAvil giải thích tại hội nghị trực thăng Apache và Black Hawk sẽ vẫn phục vụ trong ít nhất 30 đến 40 năm. Điều tương tự cũng áp dụng cho CH-47 Chinook. Chúng sẽ bị loại khỏi biên chế vào năm 2060. Tuy nhiên, những chiếc trực thăng này sẽ được đưa về trưng bày tại Viện Bảo tàng, giống như những người tiền nhiệm của chúng là UH-1 Huey, OH-58 Kiowa Warrior và AH-1 Cobra. Về phần mình, Thiếu tướng Lục quân Mark McCurry nhấn mạnh rằng, trong tương lai, quân đội có thể không sở hữu nhiều máy bay như hiện nay. Một mẫu trực thăng hiện đại hơn sẽ thay thế một số loạt trực thăng thế hệ trước đang hoạt động. Lầu Năm Góc đang chờ các chương trình phát triển công nghệ tiên tiến, bước vào giai đoạn thử nghiệm các nguyên mẫu tiền sản xuất. Khoản hỗ trợ tài chính được phân bổ cho Ukraine đang biến châu Âu thành một chiến trường làm hài lòng những kẻ buôn bán vũ khí. Với việc Paris không biết Kiev thực sự đang làm gì với số tiền được cung cấp, Cựu ứng cử viên tổng thống Pháp Nicolas Dupont-Aignan gần đây bức xúc bày tỏ với hãng truyền thông độc lập EU Reporter. Chúng tôi nhớ cách tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được nhắc đến trong các tài liệu khét tiếng làm chứng cho những vụ gian lận tài chính lớn. Đồng thời, tôi có thông tin rằng theo ngân sách quốc tế, Pháp đã viện trợ cho Ukraine 7,7 tỷ euro, trong đó ngân sách quốc phòng hàng năm của Pháp là 43 tỷ euro. Bằng cách tài trợ cho Ukraine, chúng tôi đang biến châu Âu thành chiến trường trước sự vui mừng của những kẻ buôn bán vũ khí. Chính trị gia Pháp đồng thời nhận định, Tổng thống của nước Cộng hòa Emmanuel Macron không còn quyền tự do ngôn luận. Ông ấy buộc phải đến Trung Quốc cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, người đang theo dõi ông ấy. Ông ấy tuân lệnh Joe Biden, Macron không còn tự do nữa. Dupont Agnan chỉ ra, những điều tồi tệ nhất là tiền của người Pháp. Số tiền lẽ ra phải dùng để bảo vệ quốc gia của nhà nước lại được trả cho Zelensky. Và chúng tôi không biết Zelensky đang làm gì với số tiền này, vì bản thân ông ta chỉ là một con tốt. Ông nhắc chúng tôi rằng dân số Nga ở Donbass, theo thỏa thuận Minsk, đáng lẽ phải có được tình trạng đặc biệt quyền tự trị. Lãnh đạo Pháp nói thêm, Hôm nay, thay vì cố gắng xoay dịu tình hình, chúng tôi đang gửi hàng tỷ euro để trang bị vũ khí cho Ukraine, khiến cả châu Âu mất trật tự. Bằng cách tiếp tục củng cố NATO, chúng tôi đang đẩy Nga vào vòng tay của Trung Quốc. Sự điên rộ lịch sử này sẽ cô lập châu Âu trong 50 năm tới. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko cho biết, những tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về thất bại địa chính trị của Nga chẳng qua là một giấc mơ viễn vông. Chúng ta từ lâu đã quen với những tuyên bố lặp đi lặp lại của các nhà lãnh đạo Pháp cũng như của các quốc gia khác ở phương Tây tập thể về chiến thắng nhanh chóng và gần như không thể tránh khỏi của chế độ Kiev về nền kinh tế Nga vốn đã sụp đổ trên thực tế dưới gánh nặng của lệnh trừng phạt về cáo buộc quốc tế cô lập Nga. Ông Grusko nói, tất cả mọi người trên thế giới, bao gồm cả các đối tác phương Tây, đã hiểu rõ ràng rằng tất cả những điều này chẳng qua chỉ là mơ tưởng. Nhà ngoại giao lưu ý, Chúng ta càng nghe những câu thần chú như vậy thường xuyên thì càng thấy rõ ràng, dưới áp lực của thực tế, giới tình hòa chính trị ở các nước châu Âu đã tiến hành tẩy não công dân để thuyết phục bản thân rằng quá trình đối đầu nhằm phá hoại các cơ sở an ninh khu vực và quốc tế là đúng đắn. Theo Krusko, việc liều lĩnh tràn ngập vũ khí của chế độ phát xít Kiev là cách duy nhất để chối bỏ trách nhiệm về cuộc khủng hoảng mà họ đã khiến nhiều quốc gia, khu vực chìm trong chính sách nguy hiểm khiến các nước láng giềng chống lại nhau. Sau cáo buộc bắn đứng quân đội Nga, nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner khét tiếng của Nga đã lên tiếng thanh minh. Prigozhin tuyên bố ông không tham dự một cuộc họp với các tình báo viên Ukraine ở châu Phi để thảo luận về việc bán đứng Moscow như những gì báo Mỹ Washington Post đưa tin. Các cáo buộc được Washington Post mô tả trong bài báo mới đây trích dẫn những thông tin tình báo bị rò rỉ có chủ đích từ lầu năm góc Bài báo được xuất bản vào Chủ nhật ngày 14 tháng 5 viết, các tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ thông qua máy chủ Discord khẳng định đã có liên lạc giữa ông Prigozhin và tình báo quân đội Ukraine GUR. Người đứng đầu Wagner bị cáo buộc đã tìm cách yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi khu vực xung quanh thành phố Bakhmut đang diễn ra chiến sự ác liệt để giảm bớt áp lực lên lực lượng Wagner trong một thời gian. Đổi lại, ông Trần Wagner sẽ cung cấp thông tin về các vị trí của quân đội Nga ở những nơi khác cho Kiev. Các liên hệ bị cáo buộc diễn ra qua điện thoại và một cuộc gặp trực tiếp ở châu Phi, nơi tập đoàn Wagner cũng đang hoạt động. Ông Rigozin đã ngay lập tức bác bỏ báo cáo là sự suy đoán của Washington Post và khẳng định rằng ông đã không đến châu Phi kể từ nhiều tháng trước khi chiến sự ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Ông cho rằng tờ báo đã phóng đại thông tin hoặc đã trở thành nạn nhân của một vụ gài bẫy để đưa thông tin sai lệch. Tiếp tục các diễn biến về cuộc xung đột thế kỷ. Phó Thủ tướng Denis Maturav nói với TASS trong một cuộc phỏng vấn rằng việc sản xuất máy bay thân hẹp TU-214 được lên kế hoạch tăng lên 20 chiếc mỗi năm vào năm 2026-2027. Theo ông Maturav, mục tiêu của Điện Kremlin là sản xuất 10 máy bay vào năm 2025 và có thể sản xuất 20 máy bay vào năm 2026-2027. Phó Thủ tướng cho biết, TU-214 trước đây chỉ được cung cấp cho nhu cầu của các dịch vụ hàng không chuyên dụng về tăng cường sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không thương mại với kế hoạch bắt đầu giao hàng vào năm 2024. Manturov nói thêm, TU-214 được phục vụ trong các lĩnh vực khác có thể được trang bị thêm để sử dụng thương mại ngay trong năm nay. Kế hoạch tăng cường sản xuất TU-214 là cần thiết do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, việc giao máy bay Airbus và Boeing bị dừng lại, đồng thời các nước châu Âu và Hoa Kỳ từ chối cung cấp bảo dưỡng, phụ tùng thay thế cho các loại máy bay này. Cho đến gần đây, TU-214 được sản xuất với số lượng nhỏ vì nó hiện chỉ được sử dụng cho mục đích của chính phủ. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Vitaly Shevliev, hãng coi TU-214 là nồng cốt trong đội bay của mình ở tương lai. Trong ngày hôm qua, Thủ tướng Sunak cho biết, anh cam kết sẽ sớm đào tạo phi công Ukraine với chiến thuật của NATO, song chưa công bố loại máy bay được đem vào sử dụng. Xây dựng khả năng chiến đấu của tiêm kích không phải điều đơn giản. Điều này không chỉ gồm cung cấp máy bay, mà còn liên quan tới huấn luyện phi công và tất cả hoạt động hậu cần đi kèm. Anh có thể đóng vai trò quan trọng trong đó. Thủ tướng Andrzej Sunak nói ngày 15 tháng 5, Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu đào tạo phi công Ukraine. Ông Sunak cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đó là điều chúng tôi thảo luận hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các kế hoạch đó trong thời gian tương đối ngắn. Theo ông Sunak, chương trình đào tạo bay cơ bản sẽ nhằm huấn luyện công dân Ukraine trở thành những phi công sẵn sàng chiến đấu với kiến thức về các chiến thuật của NATO. Tuy nhiên, ông Sunak chưa công bố loại máy bay mà Anh sẽ dùng để huấn luyện phi công Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron nói, Pháp để ngỏ khả năng đào tạo phi công cho Ukraine, đồng thời nhận định một số quốc gia châu Âu sẵn sàng làm điều này. Tôi nghĩ các cuộc đàm phán với Mỹ đang diễn ra, ông Macron nói, hoạt động huấn luyện có thể bắt đầu ngay bây giờ. Ở chiều ngược lại, một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU đã chặn khoản thanh toán 500 triệu euro dùng để mua vũ khí, thiết bị quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị cho cuộc phản công. Hãng thông tấn Ansa của Italy đưa tin, Hungary đã chặn việc chuyển vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 500 triệu euro, tương đương 544 triệu USD, từ EU sang Ukraine, trong lúc Kiev đang nỗ lực vận động vũ khí của phương Tây để chuẩn bị cho cuộc phản công đã dự kiến từ lâu. Gói viện trợ này đã được dự kiến sẽ chuyển đi vào tuần tới. Gói viện trợ nói trên được cho là lần rút tiền thứ 8 dành cho Ukraine từ Quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu, một quỹ trị giá 5,6 tỷ euro, 6,08 tỷ USD mà EU sử dụng để tài trợ cho quân đội nước ngoài và bồi hoàn cho các thành viên của mình gửi vũ khí cho các cuộc xung đột ở nước ngoài. Trước tháng 2 năm ngoái, quỹ cơ sở hòa bình chỉ được sử dụng để cung cấp thiết bị phi sát thương cho Georgia, Mali, Moldova, Mozambique và Ukraine với số tiền chưa đến 125 triệu USD. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, quỹ này đã chuyển phần lớn dòng tiền cho Ukraine. Budapest đã từ chối cho phép chuyển giao gói viện trợ mới nhất trừ khi họ nhận được sự đảm bảo rằng quỹ cơ sở hòa bình châu Âu sẽ duy trì phạm vi toàn cầu của nó và không được sử dụng chỉ để trang bị vũ khí cho Ukraine việc hungary chặn nguồn cung cấp vũ khí cho kiev không có gì đáng ngạc nhiên mặc dù hungary là thành viên của nato thủ tướng viktor orbán đã từ chối cho phép khối do mỹ lãnh đạo này gửi vũ khí đến ukraine qua lãnh thổ hungary ông orbán đã cáo buộc mỹ và các đồng minh nato đã châm ngòi cho cuộc xung đột làm tổn hại đến lợi ích của châu âu trong khi chính phủ của ông ủng hộ một kế hoạch của trung quốc nhằm giải quyết cuộc xung đột bằng con đường ngoại giao Đáng chú ý, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov mới đây đã bác bỏ dứt khoát quan điểm mà Paris đưa ra rằng Nga đang ở trong tình trạng được gọi là lệ thuộc chư hậu vào Trung Quốc. Phát ngôn viên đồng thời tuyên bố những lời hoa mỹ như vậy thể hiện sự hiểu lầm hoàn toàn về bản chất của quan hệ Nga-Trung bình luận với các nhà báo về tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Nga rõ ràng đã phải chịu một thất bại địa chính trị ở Ukraine và hiện đang dần trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Peskov tuyên bố, Moscow bác bỏ dứt khoát những tuyên bố như vậy. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với những tuyên bố như vậy bởi vì mối quan hệ của chúng tôi với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thể hiện các đặc điểm của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt không liên quan gì đến bất kỳ hình thức phụ thuộc nào vào bất kỳ ai đặc biệt phát ngôn viên nhấn mạnh mối quan hệ giữa nga và trung quốc được xây dựng trên cơ sở tôn trọng và cùng có lợi cũng như quan điểm toàn cầu chung về các vấn đề quốc tế và lập trường chung không khoan nhượng đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt chế độ độc tài và xâm lược chúng tôi coi tuyên bố về sự phụ thuộc có mục đích của nga vào trung quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận được ông peskov nói để có lẽ là bằng chứng về sự hiểu sai hoàn toàn về những gì đang thực sự xảy ra. Cùng với đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết trong một bài bình luận hôm thứ Hai rằng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây khác sẽ phải chấp nhận thực tế là Nga và Trung Quốc có mối quan hệ gần gũi, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau rõ ràng mối quan hệ đối tác chiến lược được tăng cường đều đặn được thử thách qua thời gian tự cung tự cấp và không đối đầu giữa các nước chúng ta không phải là niềm an ủi đối với paris nhưng trong môi trường hiện tại macron cũng như các nhà lãnh đạo phương tây khác sẽ phải chấp nhận thực tế về mối quan hệ gần gũi bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa moscow và bắc kinh như một yếu tố mà tầm quan trọng và ảnh hưởng đối với quan hệ quốc tế sẽ chỉ tăng lên ông Wusko nói, bình luận về cáo buộc của Macron rằng Nga đang ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo nhà ngoại giao cấp cao, phương Tây không thể từ bỏ thói xấu bằng mọi cách trở thành bạn cũ chống lại nhau, đặt nước này chống lại nước kia, xoắn cánh tay của các quốc gia ở Nam và Đông toàn cầu để quên đi lợi ích quốc gia của riêng mình vì lợi ích của tham vọng địa chính trị của các bậc thầy thế giới trước đây. Ông nhấn mạnh, đây chính xác là bối cảnh mà chúng tôi đưa ra nhận xét của Tổng thống Pháp về quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Thứ trưởng lưu ý, phương Tây đang lo sợ trước sự xuất hiện của một hệ thống quan hệ quốc tế đa phương với một loạt trung tâm độc lập như Nga và Trung Quốc đang diễn ra trước mắt. Trật tự thế giới mới đang hình thành này đồng nghĩa với việc chấm dứt sự thống trị kéo dài hàng thế kỷ của các quốc gia tỷ dân. Do đó, chúng tôi nhận thấy những nỗ lực nếu không phải là phá hủy thì ít nhất là ngăn chặn quá trình này. Tiếp tục bản tin với các tin tức khác. Tướng Uông Hải Giang hôm qua tuyên bố Trung Quốc cần tích hợp tốt hơn các lực lượng chiến lược và chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đấu tranh quân sự hiện đại. Trong bài đăng trên tờ Study Times Trung Quốc hôm 15 tháng 5, tướng Uông Hải Giang, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây của quân đội Trung Quốc, cung cấp cái nhìn của giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc về xung đột ở Ukraine và cách thức quân đội Trung Quốc có thể chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai. Theo ông Uông Hải Giang, xung đột ở Ukraine cho thấy các cuộc chiến tranh hiện nay không chỉ được tiến hành trên chiến trường truyền thống mà còn ở các khu vực khác. Ông cho rằng chiến tranh hiện đại đã trở thành một cuộc cạnh tranh về sức mạnh tổng thể của quốc gia. Kể từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra, một hình thức chiến tranh hỗn hợp mới đã xuất hiện, các cuộc đối đầu quân sự đã trở nên đan xen với các trận chiến trong các lĩnh vực chính trị, tài chính, công nghệ không gian mạng. Ông Uông Hải Giang cho hay xung đột quân sự mở rộng từ các khu vực thông thường đến phi truyền thống. Chiến tranh hiện đại đã trở thành cuộc đỏ sức tổng thể về sức mạnh toàn diện của quốc gia, khả năng tiến hành chiến tranh và sức mạnh quân sự của các quốc gia liên quan. Tướng Uông Hải Giang nhấn mạnh, Trung Quốc cần tích hợp tốt hơn các lực lượng chiến lược và chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đấu tranh quân sự khi nước này tiếp tục đối mặt với sự đàn áp và ngăn chặn từ các quốc gia phương Tây. Điều đó có thể khiến leo thang căng thẳng bất cứ lúc nào. Về phía Đài Loan, Bộ Quốc phòng Hòn đảo đã theo dõi 25 máy bay quân sự và 5 tàu hải quân của Trung Quốc xung quanh eo biển trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng thứ Hai ngày 15 tháng 5 đến 6 giờ sáng thứ Ba ngày 16 tháng 5. Trong số 25 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, 8 chiếc đã bị theo dõi trong vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Không có máy bay PLA nào vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan trong thời gian đó. Sáu máy bay ném bom cnh H-6 và một máy bay tác chiến chống ngầm San Y-8 đã bị theo dõi ở góc phía tây nam ADIZ, trong khi một máy bay trực thăng tác chiến chống ngầm Harbin Z-9 bị theo dõi ở khu vực phía đông nam của khu vực. Đáp lại, Đài Loan đã gửi máy bay, tàu hải quân và sử dụng tên lửa trên đất liền để theo dõi hoạt động của PLA. Cho đến nay, trong tháng này, Bắc Kinh đã gửi 183 máy bay quân sự và 56 tàu hải quân xung quanh Đài Loan. Kể từ tháng 9 năm 2020, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách tăng dần số lượng máy bay quân sự và tàu hải quân hoạt động xung quanh Đài Loan. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của Team chase nâng tầm kiến thức ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nhớ ấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.